thử thách siêu trí tuệ với những bài toán sau đây. Câu 1 thực hiện phép tính trừ như sau. 25.334 trừ 9.185. Bạn có 10 giây để tính ra kết quả nhé. Kết quả của bài toán 25.334 trừ 9.185 là 16.149. Trừ 22.215. Bạn có 10 giây để tính ra kết quả nhé. Kết quả của bài toán 36.635 trừ 22.215 là 14.420. Câu 3 thực hiện phép tính nhân như sau. 78.195 nhân 70.377. Bạn có 10 giây để tính ra kết quả nhé. Kết quả của bài toán 78.195 nhân 70.377 là 1.208.162.219. Câu 4 thực hiện phép tính chia như sau. 35.656 chia 87.919. Bạn có 10 giây để tính ra kết quả nhé. Kết quả của bài toán 35.656 chia 87.919 là 0. Câu 5 thực hiện phép tính cộng như sau. 5.065 cộng 28.971. Bạn có 10 giây để tính ra kết quả nhé. Kết quả của bài toán 5.065 cộng 28.971 là 34.036. Câu 6 thực hiện phép tính trừ như sau. 56.983 trừ 12.779. Bạn có 10 giây để tính ra kết quả nhé. Kết quả của bài toán 56.983 trừ 12.779 là 44.204.
Câu 7 thực hiện phép tính nhân như sau. 16.854 x 71.137. Bạn có 10 giây để tính ra kết quả nhé. Kết quả của bài toán 16.854 x 71.137 là 1.198.942.998. Câu 8 thực hiện phép tính nhân như sau. 10.514 x 36.996. Bạn có 10 giây để tính ra kết quả nhé. Kết quả của bài toán 10.514 nhân 36.996 là 388.975.944. Câu 9 thực hiện phép tính nhân như sau. 49.456 nhân 29.122. Bạn có 10 giây để tính ra kết quả nhé. Kết quả của bài toán 49.456 x 29.122 là 1.440.257.632. Thử thách siêu trí tuệ với những bài toán sau đây.